Rất là vui mừng chào đón bạn đến với cái thử thách 30 ngày tuyển 100 rep cho sàn Honest. Tôi không biết rằng bằng một cách nào đấy bạn đang có mặt ở trong cái lớp học này, nhưng tôi xin chúc mừng bạn vì bạn đang có mặt ở trong cái thử thách này. Bởi vì tôi biết rằng ấy, những cái kiến thức mà tôi chia sẻ ở trong cái thử thách này nó chắc chắn sẽ giúp ích được bạn trong cái quá trình mà chúng ta làm affiliate trong thị trường crypto. Những cái giải pháp mà tôi chia sẻ ở trong cái thử thách này nó rất là thực chiến, nó và đang có rất là nhiều người ứng dụng nó một cách hiệu quả để có thể là kiếm được thu nhập rất là lớn cái sàn Honest của chúng ta. Và đặc biệt hơn, khi mà bạn đã lĩnh hội được kiến thức rồi thì sau này có những cái dự án tương tự thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp mà tôi chia sẻ ở trong cái bộ thử thách này, trong cái khóa học này, để các bạn có thể làm những cái dự án khác tương tự, những dự án tiếp theo, những dự án sàn crypto mà chúng ta đang đi tuyển rep, đúng không mọi người? Đó, nếu như các bạn ứng dụng cái phương pháp mà tôi chia sẻ ở trong cái bộ thử thách này mà không tuyển được rep nữa thì tôi không biết rằng các bạn có thể sử dụng cái cách nào mà có thể tuyển được rep nữa đây. Đó, những cái cách mà tôi chia sẻ ở đây rất là đơn giản rồi nhưng mà cực kỳ thực chiến và cực kỳ hiệu quả. Đó, nếu các bạn áp dụng cái phương pháp này mà không tuyển được rep ấy thì cứ nhắn cho tôi sẽ có những cái đền bù thỏa đáng cho bạn vì bạn đã bỏ thời gian ra bạn học những cái giải pháp này của tôi. Ok không các bạn? Đó, một cái cam kết rất là mạnh mẽ từ tôi như vậy. Thì tôi cũng muốn rằng ấy, là các bạn khi các bạn học và các bạn ứng dụng thực hành cái giải pháp này thì các bạn cũng có một cái cam kết cho riêng mình. Và tôi muốn rằng ấy, trước khi xem cái bộ video bài giảng của tôi thì các bạn hãy lấy giấy bút ra. Các bạn ghi cho tôi 5 cái gạch đầu dòng mà tôi muốn lưu ý tới các bạn. Đó. Cái thứ nhất ấy thì tôi muốn các bạn xem đây là một khóa học trả phí. Tôi biết rằng để mà các bạn học được cái bộ video này thì chúng ta không tốn một chút ít chi phí nào, đúng không nào? Chúng ta chỉ tốn một cái cam kết rất là nhỏ ở trên sàn Honest thôi để các bạn có thể KYC xác minh tài khoản hoặc là nâng cấp cái level của chúng ta lên để chúng ta làm affiliate thôi. Nhưng tôi muốn rằng ấy, tuy là cái khóa học này nó miễn phí nhưng các bạn hãy xem nó là một khóa học trả phí đi mọi người. Tôi tin rằng ấy, những cái kiến thức mà tôi chia sẻ này tôi hoàn toàn có thể đóng gói nó bán ra ngoài với một cái giá rất là cao, đó từ 3 triệu, 5 triệu, thậm chí là hơn đó. Nhưng tôi chia sẻ cho các bạn với một cái phí cam kết hầu như là bằng không, đúng mọi người. Tôi không thu bất kỳ một cái chi phí nào để các bạn có thể học cái bộ video này, nhưng mà tôi muốn rằng các bạn hãy xem nó là một khóa học trả phí đi. Tại sao lại phải xem nó là một khóa học trả phí? Vì những cái gì mà miễn phí ấy, thì nó ít được trân trọng, đúng mọi người. Mọi người tự ngẫm lại mà xem có đúng không. Các khóa học mà đóng phí ấy thì chúng ta sẽ học nó với một cái tinh thần rất là khác. Các bạn thử ngẫm lại xem những cái khóa học mà các bạn được chia sẻ trên Driver này hoặc là các bạn sưu tầm từ ai đó chia sẻ cho mọi người, và rất là nhiều khóa học mọi người chưa bao giờ đụng tới, đúng không nào? Nhưng khi mà các bạn bỏ tiền ra các bạn mua một cái sản phẩm nào đó, một cái khóa học nào đó thì ngay ngày hôm sau chúng ta cày một cách rất là chăm chỉ, có khi ngồi cả ngày để cày chỉ cái khóa học đó thôi. Đó, nên là tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là những cái kiến thức này ấy, trong cái bộ thử thách 30 ngày này, nếu mà các bạn kiên trì áp dụng nó một cách liên tục, thường xuyên, đều đặn thì hoàn toàn các bạn có thể tạo ra một cái thu nhập từ 10 đến 20 triệu một tháng một cách đơn giản mọi người nhá. Thậm chí là hơn nữa, thậm chí là hơn 10 triệu, 20 triệu đi. Vì vậy các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tâm thế sẵn sàng. Các bạn hãy lấy sách bút ra, các bạn ghi lại những cái kiến thức mà các bạn đã học. Đấy, ghi chép lại kiến thức và ghi các cái cột lý thuyết này, cột hành động này. Đó, chúng ta cần phải làm những cái gì? Đó, ứng dụng từ lý thuyết đến thực hành nó trên như thế nào. Đó, mình tin nếu mà các bạn xem nó là một khóa học trả phí ấy thì chúng ta học với một tâm thế nó rất là khác và chúng ta học thì chúng ta thực hành luôn. Nên cái ý đầu tiên mà mình muốn nhắn nhủ tới các bạn là tuy nó miễn phí nhưng các bạn hãy xem nó là một khóa học trả phí mọi người nhá. Cái ý thứ hai nữa đó là tôi rất mong muốn bạn thành công ở khóa học này. Tôi cực kỳ mong muốn bạn thành công và những cái chia sẻ của tôi là những cái chia sẻ thực chiến để các bạn có thể thành công được ở trong cái sàn Honest này. Đó, đó là cái ý thứ hai. Ý thứ ba tôi muốn nói nữa đó là tôi mong các bạn hiểu về cái dự án của chúng ta, hiểu về dự án đi.
Đó, hiểu như thế nào thì các bạn hãy lên cái app, có rất là nhiều bài viết ở trên cái app đấy. Các bạn đọc hết một lượt đi, đọc hết tất cả các bài viết trên Google đi, cày hết YouTube cho tôi một lượt đi, có được không ạ? Các bạn lên YouTube, các bạn vào cái trang Honest đấy, nó có series mười mấy cái video hướng dẫn từ chính trang chủ của Honest luôn. Thì tôi biết rằng tôi cũng để cái video ấy ở trong cái group của chúng ta đúng không nào? Nhưng tôi biết rằng có khi là các bạn chưa xem đâu. Thì tôi mong ấy các bạn hãy xem hết cái bộ video này đi, nó rất là hay đấy, và để chúng ta hiểu rõ cái dự án mà chúng ta đang làm. Có hiểu rõ thì chúng ta làm nó mới hiệu quả được chứ, đúng không mọi người? Đó, thì các bạn thêm nữa, thêm một cái cho tôi nữa, đó là các bạn lên YouTube gõ cách tuyển rep owner thêm đi. Đó, cách tuyển rep owner, xem những cái bạn khác đang chia sẻ như thế nào, chúng ta có thể ứng dụng được gì để chúng ta làm nó một cách hiệu quả nhất. Đấy, càng nhiều kiến thức thì chúng ta càng áp dụng được nhiều chiến lược đúng không nào? Và càng nhiều chiến lược thì chúng ta có khả năng sẽ tìm ra cái chiến lược phù hợp nhất với chúng ta để chúng ta triển khai một cái chiến lược cho nó mạnh mẽ nhất. Đó, và cái ý nữa đó là tôi mong bạn hiểu rõ về cái chính sách affiliate chúng ta. Chúng ta đang làm affiliate cho cái dự án này thì đương nhiên chúng ta nên tìm hiểu một cách kỹ. Đấy, xem nó trả hoa hồng cho chúng ta như thế nào, tuyển rep được bao tiền, cấp 2 bao tiền, lên level như thế nào. Đó, hoa hồng staking như nào, hoa hồng farming như nào, hoa hồng gửi lãi qua đêm như nào. Đó, thì tôi mong bạn là hãy tìm hiểu cho tôi rõ cái chính sách affiliate để chúng ta biết được chúng ta có bao nhiêu cái nguồn thu nhập từ khi làm affiliate mọi người nhá. Ok, đây là năm cái ý mà tôi muốn chia sẻ với bạn trước khi mà chúng ta bắt đầu với cái khóa học thực chiến này. Đó, khóa học thực chiến mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Ok, khi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cái tâm thế, cái tâm trí và cái quyết tâm của mình thì ok, chào mừng bạn đến với thử thách 30 ngày tuyển 100 rep on earth của Mason. Ok, let's go.